banh ngực với tạ đơn trên ghế dốc trên. Vé tác dụng, bài banh ngực với tạ đơn trên ghế dốc trên sẽ giúp bạn phát triển tốt vùng cơ ngực trên liền với vai trước, cũng giống như các bài tập với ghế dốc trên. Đây là bài tập khó và cần bắt đầu với mức tạ nhẹ nhất để chúng ta nắm chắc kỹ thuật và hoàn toàn kiểm soát động tác. Các kỹ thuật của bài banh ngực với tạ đơn trên ghế dốc trên giống với bài banh ngực với tạ đơn trên ghế bằng. Ở tư thế bắt đầu, tay dang rộng, cánh tay hợp với thân người một góc 60 độ. Các bạn lưu ý, tay hợp với người một góc bao nhiêu độ là tùy thuộc vào người tập. Ở tư thế này, lòng bàn tay ngửa lên trên, đưa tạ lên và kết thúc khi hai lòng bàn tay úp vào nhau. Về cách hít thở, khi hạ xuống các bạn hít bằng mũi, nín hơi để lấy sức. Kết thúc quá trình thì thở ra bằng miệng. Lưu ý, bạn nên có một người đỡ tạ để đảm bảo tính an toàn. Và nhớ thả lỏng các ngón tay khi tập luyện để cảm nhận rõ ràng việc chuyển động của cơ ngực.